Chị ơi, cho em gọi đồ với. Anh ơi, cho em gửi menu với ạ. Em xin ạ. Anh ơi, anh đừng để ý nó bị bệnh ấy. Chả biết từ đâu đến nhưng mà mới xuất hiện gần đây thôi. Chị cho em gọi một cốc cà phê nhé. Dạ vâng ạ, anh đợi em một chút nhé. Mày mua không? Này, tôi nói cho anh biết. Anh biết em của anh bị bệnh như thế rồi. Sao không ở nhà chung coi cho cẩn thận đi? Để nó ra ngoài gây rối người khác như này à? Tại hai anh em là mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên coi như là không có ai dạy bảo. Thôi được rồi, tôi thông cảm cho anh. Nhưng mà lần sau ấy, anh trông coi em anh cho cẩn thận vào. Đừng để nó ra ngoài một lần nào nữa mà gây rối trật tự ở kia. Nếu không thì đừng có mà trách tôi. Vâng, vâng. Em cảm ơn anh. Thôi, anh em của anh về đi. Vâng. Hai cậu có thể lừa anh ấy, nhưng không lừa được chúng tôi đâu. Em trai của cậu bị điên đúng không? Anh nói gì ạ? Tôi không hiểu. Khi tôi ngồi uống nước, thì thấy em trai của anh bước sang đường vô cùng cẩn thận. Người bị tâm thần không thể ý thức và biết giơ tay để xin sang đường như vậy được. Anh bảo gia đình khó khăn để lấy lòng tin của người khác, nhưng trên người anh lại có những món đồ giá trị như là iPhone, đồng hồ và nhẫn. Chưa hết, anh còn bình thản chứng kiến em trai mình quấy rối một cô gái và chỉ chạy ra khi có người giúp đỡ cô gái. Nếu bây giờ anh ấy điên, chúng tôi sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần để khám. Còn nếu không, từ bệnh viện sẽ chuyển đến phòng trại giam đấy. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, rất nhiều đối tượng giả điên để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Đối tượng mà chúng nhắm đến thường là những phụ nữ đi vào ngõ vắng, đi một mình. Để đảm bảo an toàn, các bạn hãy tự trang bị cho mình một thiết bị để bảo vệ hoặc là bình xịt hơi cay để phòng tránh bất trắc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn.